được thay mặt ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Anh Dũng Adefaco gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả quý vị đã có mặt trong sự kiện tri ân khách hàng của công ty chúng tôi ngày hôm nay. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Anh Dũng sẽ luôn phấn đấu hướng đến hình ảnh một thương hiệu phát triển vững mạnh và trách nhiệm với cộng đồng trên chặng đường nâng cao sức khỏe con người vì một sức khỏe, vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn. Một lần nữa thay mặt cho ban lãnh đạo công ty, tôi xin cảm ơn các quý khách hàng, các vị khách quý đã dành thời gian quý báu cùng chung vui với công ty chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay và kính chúc toàn thể quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn.